Tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco mừng lễ bổn mạng bằng hành động chia sẻ. Ngày 23 tháng 4 là ngày giáo hội mừng lễ Thánh Josio Tử Đạo, bổn mạng của Đức Thánh Cha Francisco. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã mừng lễ bổn mạng của mình bằng cách tặng các máy trợ thở cho Romania, Tây Ban Nha và Ý, các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi virus corona. Thánh Giorgio tử đạo năm 303 vì không chịu chối bỏ đức tin trong thời kỳ bách hại Kitô giáo theo lệnh của hoàng đế Diocleziano của đế quốc Roma. Truyền thống nhắc đến Thánh Giorgio trong giai thoại kể rằng ngài được thánh giá bảo vệ nên đã giết chết con rồng ăn thịt người. Đây là biểu tượng của đức tin chiến thắng sự dữ. Trong ngày mừng bổn mạng, Đức Thánh Cha đã trao tặng máy trợ thở và các vật dụng y tế như khẩu trang, mắt kiến và các bộ phận quần áo bảo hộ cho các y bác sĩ làm việc trong các phòng chăm sóc đặc biệt. Các máy thở được Đức Thánh Cha tặng cho Bệnh viện thành phố Susiana, ổ dịch của Romania, cho Bệnh viện tỉnh Lisi, nước Ý, và cho Bệnh viện Madrid, thủ đô Tây Ban Nha. Đức Hồng Y Konrad Zajoski, tránh sở từ thiện của Đức Thánh Cha nói rằng hành động của đức thánh cha là một dấu chỉ tuyệt vời nó như là cái ôm của đức thánh cha dành cho toàn thế giới trong tình cảnh khó khăn